Xin chào mọi người đến với kênh Thất Sơn Giảng Điều Hay. Thì đi đâu ở các cái phum sóc của bà con Khmer, đặc biệt là đi ngang qua những cái chùa thì mọi người cũng đều nhìn thấy là ở các chùa đã bắt đầu trang trí để đón Chon Chon Nam Thơ May rồi mọi người. Và hôm nay thì trong chuỗi series Chon Chon Nam Thơ May của mình thì mình lại tiếp tục đi đến một ngôi chùa nữa. Ngôi chùa này nằm ở Chi Tôn mọi người, và có một cái tên rất là đặc biệt. Ở phía ngoài này mình sẽ dắt mọi người ở đây đến một cái bảng chỉ dẫn địa lý về cái ngôi chùa này nha mọi người. Thì cái chùa là cái cổng chùa ở đây. Đây, mọi người nhìn thấy cổng chùa ở đây. Một cái cổng chùa mà nó mang tính rất là truyền thống của bà con Khmer. Xưa nay nha mọi người, có thể nói là được xây dựng từ rất lâu rồi. Ngày nay thì rất nhiều ngôi chùa mới, người ta đã thay những cái cổng chùa theo cái phong cách hiện đại. Còn cái cổng chùa này thì nó vẫn giữ được cái nét rất là xưa nha mọi người. Rất đặc trưng, lúc nào trên cổng chùa cũng có ba cái tháp như vậy đó mọi người. Và bây giờ thì mình qua đây xem cái tên của cái chùa. Ở đây thì có cái bảng rồi, nhưng mà ở đây có cái tên chùa cho mọi người có thể nhìn thấy rất là rõ luôn mọi người. Đây, mọi người nhìn thấy cái cổng ở phía trên này, thấy không? Đây là di tích lịch sử cách mạng chùa Sinay Don Khum, hay còn gọi là chùa B52 mọi người. Một cái chùa với một cái tên rất là đặc biệt. Và hôm nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người những hình ảnh về chuẩn bị cho Chon Chon Nam Thơ May sắp đến ở tại ngôi chùa này nha mọi người. Mời mọi người xem tiếp trong phần tiếp theo của video. Nếu mọi người muốn biết chùa B52 nằm ở vị trí nào, thì nếu mình lấy cái cổng chùa này làm chuẩn thì ở phía bên trái này, đi về hướng bên đây là đi ngược trở ra thị trấn Chi Tôn mọi người. Đi về hướng Cô Tô đó, và đi về thị trấn Chi Tôn. Còn nếu mọi người đi tiếp tục nữa thì đi một đoạn nữa mọi người sẽ tới được hồ U Thum nha mọi người, và đi qua khu di tích lịch sử cách mạng Đồi Tức Dụp. Thì nhìn từ phía bên đây mọi người cũng có thể nhìn thấy được cái khu vực Đồi Tức Dụp nha. Bây giờ thì mình sẽ đi vào bên trong chùa để giới thiệu cho mọi người những hình ảnh mà chùa chuẩn bị vào ngày Chon Chon Nam Thơ May nha mọi người, cũng như là mình tìm hiểu xem coi là lý do vì sao mà ngôi chùa này lại được mang một cái tên là chùa B52 nha mọi người. Mình đang đi vào bên trong cái khuôn viên của chùa B52 nha mọi người. Thì mình đã vào tới khu vực mà chùa trang trí để chuẩn bị tiến hành cho Tết Chon Chon Nam Thơ May. Đây mọi người thấy có một cái cổng ở phía trước, có để hình biểu tượng của năm mới nha mọi người, rất là cute luôn nha mọi người. Đây bên đây một chú rồng cute, và phía bên đây nữa, bên đây có một chú rồng cute nữa. Đây, một chú rồng cute phía bên đây nữa nha mọi người. Cái cổng này, cổng chào đi vào nữa đó. Đó, một cái cổng có cờ lắp ở đây luôn, có rơm luôn mọi người. Đi vào bên trong nữa nha, mình sẽ đi vào bên trong nữa để xem coi trong chùa trang trí cái gì. À, phía bên đây mọi người có thể dễ dàng nhìn thấy là ở đây có hai cái xe bò bằng gỗ nè. Bên đây một cái, phía bên kia một cái nha. Đây xe bò, một xe bò thời xưa bà con hay xài. Chùa vẫn còn giữ lại một cái mẫu nha, mẫu xe bò phía này và phía bên kia. Rồi ở bên trong này thì trang trí những cái vật dụng trong đời sống thường ngày đó, mọi người thấy giống gánh đó, rồi ghế đó, rồi ba cái vật dụng đời sống thường ngày. Đặc biệt là ở đây mọi người nhìn thấy là nó có những cái vật dụng hồi thời xưa luôn mọi người. Đây mình sẽ cho mọi người thấy những vật dụng ngày xưa, thời nông nghiệp xưa. Này đây mọi người nhìn thấy đây, này không, cái lưỡi hái của bà con Khmer nó khác với lưỡi hái của bà con người Kinh mình ha. Đó, để cắt lúa đây. Đây là cái lưỡi hái của bà con Khmer nè, mọi người nhìn thấy nè. Đó là cái lưỡi hái thời xưa nha. Lưỡi hái thời xưa, đây, một lưỡi hái thời xưa. Đó. Rồi. Ở đây thì có những cái vật dụng. Cái này là để cuốn tơ nè. Hồi xưa quay tơ mà mình cuộn tơ vô. Rồi mọi người thấy để cuộn tơ vô là xài cái này. Cái này để cuộn tơ vô nè. Ha. À. Rồi. Ở đây cũng có một cái dụng cụ nữa nè mọi người.
giống như cái lưỡi hái nè. Nhưng có thể cái này là để lùa cỏ vô, hoặc là để gom lúa vô, không chừng nữa. Để gom lúa vô. À, một cái dụng cụ còn lưu lại. Và ra thì ở đây mọi người nhìn thấy là rất nhiều vật dụng, mà cũng có những vật dụng rất quen thuộc với mình. À, cối xay nữa nè. Cối xay này xưa nha, lâu rồi. Để là năm 1980 nè mọi người. Thấy không? Năm 1980. Đó. Rồi. Đây. Ống tre lấy nước thúc nốt. Mọi người thấy đây. Vật dụng được trang trí ở đây. Ồ. Đây. Vận dụng xưa nè mọi người. Đây là cái thúng dạ ngày xưa mà đông lúa nè mọi người. Đây. Cái dạ để đông lúa nè. Đó. Đây là cái dạ để đông lúa. Rồi đây có cái chài, mà chắc cái chài này chắc mới đây quá. Đây, có cái chài đây. Chài mới đây. Đó. Rất nhiều vật dụng ở khu vực trang trí này. Đó, mọi người nhìn thấy. Chỗ này chụp ảnh selfie thì rất là đẹp luôn nha. Rất là đẹp. Rất là hấp dẫn luôn. Rồi. Mình sẽ đi tiếp nữa. Mình sẽ thấy đi vào trong khu vực thì thường là vào Cheongsan-am Thơ Mây thì sẽ có một khu vực diễn ra các hoạt động chính của Cheongsan-am Thơ Mây, nên là chùa lúc nào cũng dành ra một khu vực đặc biệt đó để mà trang trí hết. Đó, một khu vực đặc biệt trang trí. Và đặc biệt là trong Tết Cheongsan-am Thơ Mây chắc chắn sẽ có các hoạt động văn nghệ và các cái nghi thức, chẳng hạn như là tắm Phật hay là tắm sư, thì sẽ có một cái sân khấu nè. Mọi người nhìn thấy đây, sân khấu chùa đã thực hiện một sân khấu rất là đẹp luôn, rất là vững chãi luôn. Thường thì mọi người thấy rằng là các cái hoạt động này nè, thường là các sư và các Phật tử làm, ít có khi nào thuê mướn lắm. À, ít khi nào thuê mướn làm đó. Hồi nãy như là mình cũng đã thấy là có sư là cắm hoa, còn một số sư là bắt chữ bằng dây cho lên những cái bảng để trang trí á. Rồi bây giờ vào một khu vực nữa, mình sẽ đi vào bên trong một khu vực nữa mọi người. Ở đây thì mình thấy có một cái chỗ này không nói, không biết nó là cái gì, một cái rạp đi, tạm xem là một cái rạp đi mọi người. À, có cái cổng đi vào nè. À, ở bên trong này thì sẽ có hình tượng Phật, Phật Thích Ca nè, mọi người thấy đây là tượng Phật Thích Ca. Điểm đặc biệt của bà con Khmer theo Phật giáo Nam Tông là chỉ tôn kính một đức Thích Ca Mâu Ni thôi mọi người. Nên đi đâu, dù ở các cái công trình nào, công trình kiến trúc, công trình xây dựng, tranh ảnh, thì bà con đều thờ phượng và tôn kính đức Thích Ca Mâu Ni thôi mọi người. Phía bên đây thì mình nhìn thấy là cột cờ của chùa nè. Một cột cờ này chắc là mới vừa làm xong. Và ở cột cờ này có bố trí một cái đài nè, mà không biết là đài này làm gì nha. Chùa chuẩn bị để đây mà mình chưa thấy, có thể là cái đài này các sư để dành để Phật lên để mà tắm Phật không chừng nữa. Mình nghĩ là vậy. Đây, một cái đài đang chuẩn bị sẵn rồi. À, chưa có hoàn thành hết, ngay ở dưới chân cột cờ này. Rồi, vào phía bên đây còn nữa mọi người. Thì vào ngày Cheongsan-am Thơ Mây thì bà con sẽ có cái tục là đắp núi cát nha mọi người. Đây, chùa cũng đã chuẩn bị. Đây, mọi người nhìn thấy khu vực này. Này, mình đi xa cho mọi người nhìn thấy đây. Là cái cổng. Và bên trong đó mọi người nhìn thấy là ba cái núi cát đã được, mới vừa đắp thôi, chưa trang trí. Thì khi mà làm núi cát thì sẽ trang trí rất là đẹp. Những người mà có hoa tai, có khiếu thẩm mỹ thì người ta sẽ làm cái núi cát này mọi người. Đây, người ta sẽ làm cái núi cát này. Hiện tại thì mới đắp cát thôi. Còn trang trí nữa, trang trí lên nó mới đẹp, người ta còn phải trang trí nó lên nữa mọi người. Đây là phong tục rất là lâu đời rồi. Và hiện tại thì có nơi làm, có nơi không nha mọi người. Không phải nơi nào cũng có làm cái tục đắp núi cát này. Một số nơi người ta bỏ đi, người ta không làm nữa. Đó, bây giờ mình thấy là ở phía bên sân khấu thì các sư đem đồ trang trí lên thêm nè. Đây, mọi người nhìn thấy ở đây là các sư đi. Đó, đem đồ trang trí nè, này. Mình nhìn thấy đây, mình thấy sư nè, đó. Đem đồ trang trí lên trên cho cái đài này chắc. Này. Sư đem đồ trang trí lên cái đài này. Đó. Đó.
À, thì là chỗ này. À. Này. À, chỗ này con tưởng đâu là để đắp tượng Phật, để tượng Phật đây để tắm, không phải hả sư? Không, ở tướng Phật để Nghĩa là tắm Phật ở bên bên kia. Dạ, vậy là chỗ này không phải, chỗ này là mình để cái này là hình gì hả sư? Hình này nè. Hình này nè. Hình này là hình ai? Đúng rồi. Dạ, đây. Đây vậy là cái đài này không phải là thật. Nhưng mà mọi người có thể nhìn thấy ở đây là rất là đặc biệt, là có hình một con rồng nha mọi người. Con rồng quấn quanh một cái vị thần gì đó hay gì đó, mình không biết. Và sư cũng không biết nó là cái gì luôn nè. Đó. Trên đây có hình rồng nha, hình rồng. Mọi người nhìn thấy là trên đây nó sẽ một con rồng rất đặc biệt luôn. Rồi, mình sẽ đi tiếp qua phía bên kia bên đây, mình thấy các sư cũng còn đang trang trí trên cái sân khấu. Sân khấu thì vẫn còn chưa có hoàn chỉnh hết, chỉ mới làm được cái sườn và một số cái khung thôi. Giờ lên đây mình thấy sư nè. Sư này. À, thấy cái sư treo lên nè mọi người. Đó. Ngon, à, sư đang treo lên trên này. Lại phải đó. Ở đây thì mình gặp sư cả của chùa nè mọi người. Thưa sư cho hỏi là lý do gì sao mà chùa mình gọi tên là chùa B52? Là tại vì chùa này là một chùa di tích lịch sử cách mạng. Nghĩa là hồi xưa chùa mình có bị B52 ném bom trúng không? Đúng rồi, phải. Thế cái vị trí hiện tại bây giờ là nó ở đâu sư? Trên đó. Ở ngoài phía. Bên trên điện một bên. Qua phía bên chánh điện là ngày xưa bị B-52 ném bom ha. Đây, mình với sư sẽ đi qua phía bên khu vực mà bị ném bom nha mọi người. Con đi tới đây là con nhờ thầy Sóc Kha Mô Ni, sư biết thầy Sóc Kha Mô Ni. Thầy Sóc Kha Mô Ni hôm qua chụp cái hình đắp núi cát của chùa năm ngoái. Con thấy hôm nay con chạy vô xem coi chùa mình có làm núi cát chưa. Giờ là mọi người có thể nhìn thấy là bơm. Cái hố bơm là máy bay B-52 của Mỹ đã từng đánh bom trúng ngay cái khu vực của chùa ở đây, mà giờ thì cái hố bơm này đã được chùa làm thành cái hồ nè mọi người. Đây, chỗ này là cái hố bơm nha. Đó, mọi người thấy cái hố bơm. Đó. Lý do mà chùa bị đánh bom chỗ này là lý do là mọi người nhìn phía bên kia. Đây, cách phía đó chính là đồi Tức Dục, khu vực di tích cách mạng. Và thì ngày xưa khi chiến tranh thì phía mình cũng di chuyển từ phía chùa này đi lên trên đó, nên là khu vực đánh bom rất dễ bị dính. Chỗ này là chùa bị đánh bom ở đây mới đặt là chùa B-52 hết sự. Tháp đó là B, bơm, B. Vậy là chẳng những cái chỗ đó mà cái tháp, ở trong chùa, tháp ở đây cũng bị đánh bom dính trúng đó mọi người. Đây. Đó. Mọi người nhìn thấy là khu vực này một cái tháp rất là lâu rồi, vẫn còn để tới bây giờ. Đó. Là khu vực này vẫn bị đánh bom trúng nha mọi người. Đây mọi người nhìn thấy này. Đó. Vực tháp ở đây. Đó. Vẫn còn để di tích xưa để chỗ này. Rồi. Vậy là sư như vậy là tới Tết tròn cho năm của mình đó, là ở chùa mình đó, là cái lịch mà mình làm nè tròn cho năm á, là cái lịch sao hết sư? Con ngày còn ba ngày, bây giờ bốn bốn ngày, ngày 13, dạ 14, 15, 16, dạ bốn tây. dạ vậy thì lịch là ngày 13 là ngày mai là chùa mình làm gì hết sư? Ngày mai là Phật tư vô lại cung dương cho sư đó, Cũng vừa cho là sư ngày này. một. Là ngày một. Còn ngày 14, 15, 16 là chơi chiến Trò chơi dân trò chơi gian rồi ha. đúng rồi, đúng rồi. Và cái ngày mà mình đắp núi cát là ngày mấy? Là ngày cuối. Ngày cuối là ngày 16, ngày mọi người là 16. mình đắp núi cát Đúng ha. rồi, đúng rồi. Còn tắm sư. Tâm sư là ngày ngày đó. Ngày 16 luôn, Ngày vừa tắm 16 sư luôn. luôn, còn tắm cho Phật. Dạ. Nghĩa là chung một ngày hết luôn. Dạ, chung một 16 ngày là hết. vừa tắm Phật, vừa tắm sư, vừa đắp núi cát luôn. Dạ, đúng rồi. Còn ngày 10
14, 15 là chơi trò chơi. Dạ. Với văn nghệ. Dạ. À, chỉ có vậy thôi hả sư? Vâng vâng. Rồi con cảm ơn sư luôn. Dạ. Mình cũng đi trong sân chùa và mình cũng có một cái thông tin. Đó là trong chùa vẫn còn có cây buông mọi người, để mình tìm. Mình tìm. Chú ơi, chú cho con hỏi. Ở chùa mình á là cái cây buông trồng ở chỗ nào chú? Cây buông mà mấy sư lấy lá của nó viết kinh lên á. Cây buông nào? Cây buông. Thôi thôi xử coi. Cây lá buông á, cái cây mà mấy sư để viết chữ sư Châu Ti viết chữ kinh lên trên cái lá buông á. Ồ, Thượng Trăng. Nó ở gần cái lớp học mới nè. Mà Thượng Trăng lên á, chỗ bên kia. À, ở phía bên kia ha. Ở bên kia. Dạ. À, qua phía bên đây, phía bên đây là sẽ có cây buông này mọi người. Mình sẽ đi qua phía bên đây. Mọi người thấy là điều đặc biệt là ở trong chùa này vẫn còn có cây buông nha mọi người. À, cái sư nói là hai Phật tử chắc là người ở khác lại đây nên không biết cái vị trí cây buông, sư chỉ là cây buông ở phía bên đây. Phía bên đây là sẽ có cây buông để qua đây. Ở đây gặp ở phía bên này. Ở phía bên đây. Cây buông thì nó cũng một họ với cây thúc nốt luôn. Nó sẽ gần giống với cây thúc nốt mọi người. Để mình coi cây buông như thế nào ha. Mình đi qua phía bên đây. Phía bên đây coi cây buông. Buông phía bên này. À, nó giống cây thúc nốt. Ở đây thì mình thấy phía trên đó. Cây thúc nốt. Đó. Còn cây buông thì mình chưa thấy. Có thể cây buông ở đây. Để mình ở đây mình hỏi sư coi. Sư biết cây buông ở đâu? Sư ơi, sư. Cho hỏi xíu sư. Đây mình gặp sư để mình hỏi. Hỏi sư cái coi. Rồi là sư biết. Sư cái cây buông á. Cây buông mà mấy sư viết kinh lên trên lá của cây đó đó. Ở đây cây buông trồng ở chỗ nào? Nó là cây đó thôi. Đó. Cây buông. À là cái cây xòe ra một đống đó phải không sư? Rồi rồi rồi, cảm ơn sư. Rồi sư chỉ cho mình thấy cái cây buông nè mọi người. Ở phía bên đây. À. Ở phía bên đây nha. Đi qua phía bên đây. Sân. Ở trong bất kỳ một ngôi chùa Khmer nào cũng vậy, cái khuôn viên rất là rộng luôn. Bởi vì đó, theo tập quán là bên cạnh các cái công trình thì khuôn viên chùa cũng giống như một công viên vậy đó mọi người. Phải trồng rất là nhiều cây xanh và cái khuôn viên đó rất là rộng. Đây, mình đã tới được cây buông rồi nha mọi người. Nó giống một họ với cây thúc nốt. Nhưng mà mọi người nhìn nè. Mình sẽ lấy cho một người cái mọi người xem. Mình sẽ lấy cho mọi người xem cái tàu lá buông cũ ở dưới này nha mọi người, ở dưới chân của cây buông này. Có thể đây là cái tàu lá buông cũ nè. Nè, cầm lên. À, cái tàu lá của nó nhìn thì có thể là mọi người thấy nó sẽ gần giống với cái tàu lá của cây thúc nốt nha mọi người. Này. Rất giống tàu lá cây thúc nốt. Bây giờ thì giá trị của nó rất cao bởi vì là còn rất ít các cây buông này. Ngày trước nghe nói là ở gần chùa mới bây giờ nó có một cái phum gọi là phum cây đuông. Bởi vì là ở đó trồng rất nhiều phum cây buông, bởi vì ở đó trồng rất nhiều cây buông luôn. Còn đây là cái lá buông nè, mọi người nhìn thấy nó gần giống như lá thúc nốt luôn. Rất giống lá thúc nốt, nhưng mà người ta sẽ dùng cái lá buông này để ghi chép. Là các sư thì ghi chép kinh Phật. Còn ngoài ra thì người ta còn chép những cái tư liệu khác nữa. Những cái tư liệu, những câu chuyện dân gian này kia, rất nhiều thứ mọi người. Ở trên cái lá buông này. Một năm mới lại sắp đến với bà con Khmer. Và hôm nay mình rất vui khi mang những hình ảnh về không khí chuẩn bị cho sinh năm thơ mây của bà con Khmer đến với mọi người thông qua những hình ảnh chuẩn bị của chùa B52 mọi người. Một ngôi chùa với một cái tên rất đặc biệt gắn liền với những câu chuyện liên quan tới lịch sử. Và video của mình xin tạm dừng tại đây. Rất cảm ơn mọi người đã xem video clip tới thời điểm này. Xin gửi đến mọi người lời chúc sức khỏe, bình an và nhiều may mắn. Hẹn gặp lại mọi người trong những video lần sau. Chào mọi người.